Đây, chúng ta đang đi trên xa lộ Đại Hàng và cua vô đường 18B, đường số 18B đây. Qua từ từ 18B. Đầu đường thì nó hơi hẹp ha. Đầu đường hơi hẹp, tốc độ giới hạn có 20 km/h. Rồi cũng đường cong quá. À, của đường cong thôi. Còn vô trong này đường số 18B đây. Đường số 18B là từ xa lộ Đại Hàng đi xuyên vô hướng thành phố. Nơi đây là thuộc quận Bình Tân, phường Bình Hương Hòa A. Quận Bình Tân, phường Bình Hương Hòa A ha. Đường này là nó có cái dự án là mở rộng chạy chạy thẳng vô tới lúc trong kia, dài hơn, nối dài hơn, nhưng mà hiện giờ thì chưa làm được. Hai bên thì nhà cửa buôn bán ha. Chỉ có hai làn qua lại về và về thôi, đi và về thôi. Rồi tới ngã tư đường Mã Lò và đường 18B. Rồi tiếp tục đi thẳng. Tiếp tục đi thẳng vẫn là đường 18B. Một em là vượt đèn đỏ. Chút nữa sẽ cho em nó lên lên sóng truyền hình luôn à. Rồi đường 18B thì đây là nó đi tới đoạn trước mặt đây là nó hết đường rồi. Trong trong kế hoạch mà phát triển á, là đường 18B là nó nối thẳng luôn. À, phía trước các bạn thấy một nhà mobile phone, là cái nhà mobile phone nó là cái nhà nó phải dọn đi để nó làm thẳng con đường á. À, nó sẽ đập để nó quy hoạch, nó mở con đường thẳng xuống lúc dưới kia luôn. Mà tới bây giờ tới đây là nó không có mở, chưa mở, cho nên là cái nhà mà mobile phone này là vẫn còn à. Sau này nó xây dựng là nó sẽ dọn cái nhà này đi, mở rộng là dọn nhà đi. Ok, nếu các bạn có thích video này thì cho mình subscribe nhé, cảm ơn.